Ông cháu lại định chiến kiểu tóc gì nhở? Đây là em cháu. Lại em cháu. Đây là Phim. Phim. Ok. Trở về từ Vương quốc phía bắc của Nghệ An. Vương quốc phía bắc của Nghệ An. Ok. Em cháu nó đã gây ra một lỗi lầm rất lớn với gia tộc của cháu. À. Nó vẫn sửa sai rồi. Chú cho thằng em cháu quả đầu chuộc lại lỗi lầm. Chuộc lại lỗi lầm à? Vâng. Chiến luôn đi. Ai đây là? Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy. Ơ, giật mình hả cháu? Quá chuộc lại lỗi lầm của cháu nào chú? Đây cháu. Được. Đúng là lỗi mà lầm luôn đấy chú ơi. Chuẩn không? Chuẩn luôn. Ông cháu mắc lỗi gì mà để anh em nó bắt đi cắt kiểu đầu chuộc lại lỗi lầm đấy? Cháu không biết. Hay là cháu cưa bạn gái của anh cháu? Đâu cháu có làm thế đâu chú. Thế à? Sao này tội đấy, ông cháu gai thật đi không để anh em nó lại hiểu lầm. Thôi chú tính tiền cháu đi về, cháu sợ lắm, cháu ngại lắm. Thế à, không làm nói được, chắc là cưa người yêu của anh đúng không? Thôi của ông cháu một lớp lốp thôi. Lỗi này to. Lỗi này to là đúng rồi đấy nhá. Lần sau đừng có cưa người yêu của anh nhá. Vâng, cháu mò chú hai lốp luôn. Mò chú luôn à? Vâng, mò luôn. Ôi chú cảm ơn cháu. Thank you ông cháu nhá. Vâng, ok. Về nhá. Ok.